Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ rèn vũ khí, lật đổ ngôi vương Nga ở Biển Đen, thảm họa tồi tệ nhất. Thổ Nhĩ Kỳ coi trời bằng vùng, phải chăng Nga đã bất lực? Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ rèn vũ khí, lật đổ ngôi vương Nga ở Biển Đen, thảm họa tồi tệ nhất. Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đang trao nhau những công nghệ quân sự tinh vi nhất để cả hai cùng sở hữu sức mạnh khiến Nga phải thận trọng ở Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ dẫm chân Nga. Mối quan hệ giữa các quốc gia không hình thành hoặc phân tích dựa trên tình hình hữu nghị hay sự thù địch mà chính lợi ích về chính trị và động lực toàn cầu sẽ đưa các quốc gia xích lại gần nhau hoặc kéo ra xa. Trong trường hợp của Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai đều có lợi ích nhất định trong việc đối đầu với Nga ở Biển Đen. Chính vì vậy, hai quốc gia đang tăng cường các quan hệ chiến lược hơn trước. Moscow là yếu tố chi phối quan trọng. Về cơ bản, mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga không chỉ rõ màu đen hay trắng mà là vùng xám, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò cân bằng giữa châu Âu và Nga. Mối quan hệ của Ukraine với Nga thì căng thẳng hơn sau sự sáp nhập Crimea vào năm 2014. Đây chính là bước ngoặt, tạo thêm một chiều mới cho quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Ukraine, mở đường cho tình trạng gắn kết lâu dài hiện tại. Theo Yusuf Ababa, nhà nghiên cứu về công nghiệp quốc phòng, sự hiện diện của Nga ở Crimea là một vấn đề an ninh đối với cả Kiev lẫn Ankara. Do đó, việc sát nhập ở Biển Đen đã đưa các quốc gia từng xa cách bước lại gần nhau hơn. Mối quan hệ gần gũi này nổi bật về hợp tác quốc phòng dựa trên vị trí địa lý quan trọng mà hai quốc gia này sở hữu. Theo chuyên gia Ababa, Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Ukraine các thiết bị quốc phòng tiêu chuẩn NATO với giá hợp lý. Vũ khí của Ankara trở thành một sự thay thế tốt cho Kiev, vốn đang gặp khó khăn trong việc phục hồi nền kinh tế. Không những vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng phát triển các dự án chung thay vì chỉ bán các hệ thống sẵn có giống cách mà các nước châu Âu áp dụng. Rèn vũ khí để chống Nga. Quan hệ quốc phòng giữa cả hai không dừng lại ở việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp máy bay không người lái và tàu chiến, mà các công ty Ukraine cũng có nhiều sản phẩm cung cấp ngược lại. Các quan chức của Ukraine cho biết, phù hợp với từng nhu cầu, các hệ thống phụ do ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất có thể được tích hợp vào các sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, Ukraine còn cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các hệ thống chính, tiêu biểu như động cơ trực thăng. Ukraine cung cấp động cơ cho trực thăng ATAK-2, cho thấy nước này đã trở thành nhà cung cấp thay thế phương Tây cho Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia Ababa nhấn mạnh. Một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đang được duy trì, chuyên gia Ababa khẳng định. Cái bắt tay tương tự cũng áp dụng cho các tàu chiến thuộc dự án Mi-Glem, trong đó có tàu hộ tống lớp Aza đã được Kiev ký thỏa thuận mua sắm. Các tuabin do Ukraine sản xuất sẽ được sử dụng trên các tàu hộ tống được thiết kế riêng cho hải quân của Ukraine. Ukraine coi mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ là đôi bên cùng có lợi khi Nga phát triển Crimea thành một thành trì quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành một đối tác an ninh quan trọng của Ukraine ở khu vực Biển Đen. Một mối quan hệ đối tác như vậy chắc chắn sẽ không thể khiến Nga hài lòng. Thổ Nhĩ Kỳ coi trời bằng vùng, phải chăng Nga đã bất lực? Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng Nga cam kết về một thỏa thuận ngừng bắn nhưng lại chẳng để tâm đến các cuộc giao tranh ngày càng dữ dội. Ở Idlib, những người cai trị đã bắt đầu dọn nhà. Hayat Tashir Assam, nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đang ngày càng tiến xa trong nỗ lực củng cố lại quyền lực. Nhóm người này đang thực hiện một chiến dịch an ninh chống lại thủ lĩnh khét tiếng của người Chechnya là Abu Walid và nhóm của hắn là Junur Assam. Nhiều tay súng của Hayat Tashir Assam đã tấn công vào một số vị trí của Junur Assam ở vùng nông thôn phía bắc Latakia, bao gồm cả trụ sở chính của nhóm ở thị trấn Azumadai. Các tay súng đang tìm kiếm Ashishani, người được cho là đã đến vùng núi phía bắc của Latakia cùng với các tay súng giỏi nhất của hắn. Cuối tháng 6 thì Hayat Tashir Assam đã đưa ra tối hậu thư cho Ashishani gia nhập hàng ngũ của họ hoặc rời khỏi Idlib cùng với các tay súng của mình. Tuy nhiên, Ashishani từ chối tham gia Hayat Tashir Assam và sau đó quyết định giải tán nhóm vũ trang rồi rời khỏi Idlib cùng với các tay súng. Thực tế là người đàn ông này vẫn chưa rời đi và Hayat Tashir Assam đã triển khai chiến dịch săn lùng ở vùng núi Latakia. Trong khi đó thì các đồng minh khác của Hayat Tashir Assam tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, pháo kích vào các thị trấn do Damascus kiểm soát. Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mắt làm ngơ. Vào ngày 15 tháng 7, thì Ansar Tawhid, nhóm vũ trang thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đã phóng quả tên lửa hạng nặng Jizan vào thị trấn Hizaren. Đây là khu vực do chính phủ kiểm soát ở Idlib, tây bắc của Syria. Nhóm này tuyên bố rằng tên lửa đã tấn công vào nơi tập hợp quân đội Ả Rập Syria bên trong thị trấn. Để đối phó với những hành động tấn công vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này, quân đội Ả Rập Syria đã bắn vào phía khu vực Jaba ở miền nam Idlib bằng pháo hạng nặng.
Những vi phạm thường xuyên này sẽ không thể xảy ra nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào để thể hiện trách nhiệm của mình. Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib. Trên thực tế thì Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ nghĩa vụ này phải duy trì các hành động trấn áp nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn. Họ đã ngó lơ, trong khi đó thì Nga lại đang nỗ lực mỗi ngày. Trước các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn thì lực lượng hàng không Nga đã thực hiện nhiều cuộc không kích để trấn áp, thế nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung nhắm vào lực lượng dân chủ Syria của người Kurd được Mỹ hậu thuẫn. Ankara vừa thực hiện pháo kích dữ dội vào các vị trí của lực lượng dân chủ Syria ở phía nam Afrin, vùng nông thôn Aleppo. Các nhóm thành viên khác thuộc lực lượng dân chủ Syria cũng đã bị tấn công vào các vị trí của thị trấn Marana và Andakwa. Thành phố Tarifat và sân bay quân sự Menan ở Aleppo cũng phải chịu đòn tấn công của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Các phe phái do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đã nhắm vào các vị trí khác nhau của lực lượng dân chủ Syria. Các cuộc giao tranh bắt đầu bằng việc lực lượng người Kurd pháo kích vào thành phố Afrin, nơi đã bị Ankara chiếm đóng một thời gian. Cuộc tấn công như một lời cảnh báo chống lại sự tập hợp của các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Trong khi đó thì lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn đang cố gắng đáp trả các cuộc pháo kích cùng với nỗ lực đối phó với các cuộc tấn công của khủng bố IS. Syria hỗn loạn là điều ai cũng nhận thấy. Với những gì đã xảy ra trong vài tháng trở lại đây thì an ninh sẽ được lập lại là câu chuyện còn xa. Iran phủ nhận tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria. Vào ngày 3 tháng 7, Iran đã phủ nhận những cáo buộc của Mỹ cho rằng Tehran hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nước này tại Iraq và Syria, đồng thời lên án các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các tay súng được Iran hậu thuẫn tại đây. Động thái trên của Tehran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ trước đó đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nước này không kích nhằm vào lực lượng phiến quân ở Syria và Iraq do Iran hậu thuẫn, với mục đích ngăn chặn lực lượng này và Tehran tiếp tục tiến hành hoặc hỗ trợ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên hoặc các cơ sở của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc không kích vào sáng 28 tháng 6 được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, với các mục tiêu được cho là cơ sở mà phiến quân sử dụng làm bàn đạp để thực hiện các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào binh sĩ và các cơ sở của Mỹ tại Iraq. Hãng thông tấn EANA của Iran dẫn lời đặc phái viên của nước này tại Liên Hợp Quốc. Ông Ravanchi cho biết, mọi tuyên bố quy chụp về việc Iran đã thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào các quân nhân và cơ sở của Mỹ đều là sai sự thật, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu tính xác thực và độ tin cậy. Lập luận của Mỹ rằng các cuộc không kích như vậy được tiến hành để ngăn chặn Iran và cái gọi là lực lượng phiến quân được Iran hậu thuẫn tiến hành hoặc hỗ trợ tiến hành các cuộc tấn công là không có cơ sở thực tế hoặc pháp lý. Theo ông Ranvanchi, các cuộc không kích của Mỹ được tiến hành một cách trắng trợn, vi phạm luật quốc tế, dù Washington đã bao biện bằng điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó quy định Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên phải được thông báo ngay lập tức về bất kỳ hành động nào mà các quốc gia thực hiện để tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang. Ông Biden cảnh báo hậu quả thảm khốc ảnh hưởng đến vị thế của nước Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14 tháng 6 cho biết, ông sẽ vạch ra làn danh đỏ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp sắp tới giữa hai bên sau khi tập hợp đồng minh NATO đối mặt với thách thức từ Moscow và Bắc Kinh. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Biden nhấn mạnh cuộc gặp của ông với Tổng thống Putin vào ngày 16 tháng 6 là quan trọng và ông sẽ đề nghị hợp tác với Moscow về các lĩnh vực cho chung lợi ích nếu Điện Kremlin lựa chọn như vậy. Ông Biden mô tả ông Putin là thông minh, cứng rắn và là một đối thủ xứng tầm. Tổng thống Biden cho biết, tôi sẽ nói rõ với Tổng thống Putin rằng có những lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác nếu ông ấy quyết định làm điều đó. Nếu ông ấy không hợp tác và hành động theo cách mà ông ấy từng làm trong quá khứ, liên quan đến an ninh mạng và một số hoạt động khác, chúng tôi sẽ đáp theo cách tương tự. Tôi không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục các hoạt động có hại. Tổng thống Biden phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Biden khẳng định sẽ làm rõ với ông Putin đâu là làn danh đỏ. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden lưu ý rằng cái chết tiềm tàng của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny đang ngồi tù ở Nga sẽ là một thảm kịch và sẽ làm tổn thương mối quan hệ của Nga với phần còn lại của thế giới và với Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 6 sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Biden phát biểu, cái chết của Navalny sẽ là một dấu hiệu khác cho thấy Nga có rất ít hoặc không có ý định tuân thủ các quyền cơ bản của con người. Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden gây sức ép lên ông Putin về chuyện của nhân vật đối lập Navalny. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Biden nhắc đến mối quan hệ sâu sắc của Mỹ về việc ông Navalny bị bắt với người đồng cấp Nga qua điện thoại. Về phía Nga ngày 10 tháng 6, Moscow cho rằng Mỹ nhanh chóng lên án việc Nga xem nhóm của nhân vật đối lập Alexei Navalny là mạng lưới cực đoan vì ông Navalny làm việc cho Mỹ. Trước đó vào hồi tháng 4, thì các công tố viên Nga yêu cầu xem mạng lưới của ông Navalny là cực đoan và nói nhóm này đang âm mưu tổ chức một cuộc nổi dậy với sự hỗ trợ từ phương Tây. Một tòa án ở Moscow đã cấm nhóm này làm việc ở Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi động thái này đặc biệt đáng lo ngại. Mỹ cho rằng phán quyết của tòa nằm trong chuỗi hành động nhằm hạn chế các quyền cơ bản tại Nga.
Trong ngày 14 tháng 6, thì một tuyên bố chung của NATO lưu ý rằng các hành động gây hấn của Nga tạo thành mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Tuyên bố chung trích dẫn việc xây dựng quân đội của Moscow, thực hiện các cuộc tấn công mạng, chiến tranh hỗn hợp, chiến dịch thông tin sai lệch và sát nhập Crimea. Tổng thống Biden họp báo riêng sau thượng đỉnh, báo Nga bình luận tránh bị Putin dẫn dắt. Ông Biden sẽ tổ chức cuộc họp báo cá nhân sau cuộc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga, tránh khả năng nhầm lẫn trong khi đứng cùng sân khấu với người đồng cấp Putin, tờ Reuters viết. Chúng tôi hy vọng cuộc họp này sẽ diễn ra chân thành và thẳng thắn, và một cuộc họp báo cá nhân là hình thức thích hợp để trao đổi rõ ràng với báo chí, tự do về các vấn đề đã được nêu ra trong cuộc họp, về các nội dung mà chúng tôi có thể nhất trí và cả những vấn đề mà chúng tôi có những quan ngại đáng kể, một quan chức Nhà Trắng nói với các phóng viên hôm thứ Bảy tại cuộc họp G7 ở Cabiz Bay, Anh. Một cuộc họp báo riêng sẽ cho phép ông Biden, 78 tuổi, tránh được những bất đồng công khai với ông Putin trước báo giới, cũng như ngăn nhà lãnh đạo 68 tuổi của nước Nga dẫn dắt cuộc đối thoại. Cuộc họp báo riêng cũng sẽ giúp tránh được các tình huống gây tranh cãi hoặc đáng quan ngại, chẳng hạn như khi cựu Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích sau cuộc gặp năm 2018 với ông Putin ở Helsinki vì ủng hộ tuyên bố của Điện Kremlin rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh ngày 16 tháng 6 tại Geneva diễn ra vào thời điểm mà quan hệ Mỹ-Nga ở tình trạng thấp nhất trong những năm gần đây, Tổng thống Putin nói vào đầu tuần này. Trong khi đó, thì ông Biden khẳng định muốn theo đuổi mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán được với Moscow, nhưng vẫn sẽ giữ cáo buộc rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mã độc gần đây vào cơ sở hạ tầng của Mỹ và có thể sẽ hiện một hình ảnh cứng rắn với Điện Kremlin trước báo giới, tờ Reuters cho hay. Ngoài các cuộc tấn công mạng thì các nội dung thảo luận gây tranh cãi có thể bao gồm các cáo buộc về vi phạm nhân quyền, kiểm soát vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Biden cũng có thể nhắc lại cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Mỹ sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và có ý nghĩa nếu chính phủ Nga tham gia vào các hoạt động có hại, ông Biden nói với các phóng viên tại cuộc họp G7. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nói với TASS rằng ông Putin cũng sẽ tổ chức cuộc họp báo riêng sau hội nghị thượng đỉnh, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó không phản ánh những kỳ vọng tiêu cực về cuộc gặp. Trước đó, thì năm 2011, ông Putin, khi đó là Thủ tướng Nga, đã có cuộc hội đàm với ông Biden, khi đó là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trong khi ông Biden có nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, ông Putin có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp các nhà lãnh đạo nước Mỹ. Ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ 5 có cuộc gặp với ông Putin kể từ năm 1999.